Nào các bạn, muốn nói rất hân hạnh được gặp bạn, phải nói thế nào? Rất hân hạnh được gặp bạn. Happy to see you. Cánh. Happy to see you. Ooh, very good, huh? We're a clap. Now, good class. Now, repeat after me. Nice to meet you. Nice to meet you. Good. Again, nice to meet you. Nice to meet you. Nhiều muốn nói hẹn gặp lại ngày mai. Tí nói thế nào? See you tomorrow. Oh, very good. Awesome. Nice work. Okay, guys. Now, how many people are there in your family? Nó nói cái gì mà dài quá vậy trời? Bộ tưởng đang nói như người Mỹ hả? Yeah. Yes. There are four people in my family. Ooh, give her a clap, guys. Very good. Cái gì? Mẹ con đi học tiếng Anh hả? Dạ, mẹ nói mẹ muốn học Anh cho ăn, cho nên là con đăng ký cho mẹ một cái lớp mà. Trời đất ơi, cái bà này bà già để mà học tiếng Anh làm gì trời? Học mới xuống dưới nói chuyện với Diêm Dương à? Đi du lịch rồi đó bà, tôi mà xài mẹ tính đi du lịch mà. Mẹ nói mẹ muốn đi Campuchia đi chùa. Trời đất ơi, chùa Việt Nam thiếu gì, việc gì phải ra nước ngoài đi chùa. Cái này là đua đòi với người ta đi nè. Có khi nào mê ông Tây nào ông ta? Có. Đổi cái chết. Good afternoon mọi người. Đi học vui không mẹ? Vui ghê con ơi, trời ơi, ông thầy ông trẻ mà ông đẹp trai mà ông vui tính lắm. Hôm nay ông dạy cho mẹ chào đủ kiểu hết rồi nè. Hello con dâu. Hello con trai. Hello xã. Thấy chưa? Mà bà già rồi bà rảnh lắm hay sao? Rồi đi học với anh làm gì vậy? Chứ tôi ở nhà tôi không biết tiếng Anh này, cái người ta chê tôi ngu, tôi quê tôi tự ái với bộ. Nó học vui mà phải không? Nè nè nè, chào buổi tối kêu là good evening chứ phải good night. Good night đâu ông biết không? Chẳng biết. Mẹ yên tâm đi, mẹ có nói gì con đâu biết. Con biết quá mấy câu bập bẹ kiểu như là how old are you, I'm fine thank you and you. Sao tao hỏi anh bao nhiêu tuổi mà anh trả lời là tôi khỏe, cảm ơn là sao? Thì tôi khỏe, ủa, I'm fine là tôi khỏe hả? Chứ còn gì nữa? Chứ không phải là I'm fine là năm mà fine là năm hả? Thôi ông ơi, fine tưởng là khỏe. I'm fine là tôi giống như là một đứa trẻ 5 tuổi vậy đó. Anh này nói vậy không sợ ba cười kìa. Cười, ba biết tiếng Anh gì đâu mà ba cười. Giỡn hoài, chấp ba mẹ con luôn. Ủa ba nói ba biết tiếng Anh sao lúc vô nhà ông Tây đó ba cứ good night để người ta hiểu lầm vậy? Thì ba bỏ lâu quá rồi, không nhớ, bây giờ ba rành lại rồi. I know, you are number one. Nó nói cái gì vậy? Chắc là nó khen mình là số 1 đi mà. Thank you. Ba biết tiếng Anh chứ bộ. So we have a great party tonight. Nothing can go wrong. That's why I asked you for help. So I want to ask you to help me with preparing the dinner, please. We're gonna start with grinding the meat. Go ahead. You know how to do it? Nó nói gì dài sọc vậy ông? Chắc nó khen bà đẹp. Ôi vậy coi mình trả lời sao? Good night. Sao good night hoài vậy? Nghe lời tôi đi, chứ anh một bụng. Quá khê. What you doing? You are not a professional. This is not a massage. You make me painful. Wow. Look what is a massage. Massage is like this. Slowly. Okay? You understand, huh? Nãy ta massage cho mày rồi, bây giờ mày phải massage lại cho tao. Me?
Ừ, như no, vậy. No, it's not my job, it's not my job. Đây, ăn gì? It's not my job. Thế này, làm này. You want I do it? Chứ sao? Vậy nó mới tình nghĩa. You want I do it? Okay, mới. I do it. Okay. Dễ thương đó. Very nice. Đó. This is a real massage. It's good, huh? Yeah. It's very... What? It is. It's nice. It's nice. And now you know, huh? You did exactly the same to me. Exactly. Now you know what it is. I'm not a professional. You are not a professional. What we are doing here? Ông ơi! Ông sao vậy? Hả? À dạ. Có sao không? Bà, cái gì vậy? Đau quá. Bà có tuổi rồi, vô nhà người ta còn chi cho chật chân vậy? Còn cái gì? Bà đến đây, dắt bà lên phòng, bà kêu bà massage. Bà massage cho nó xong, nó phải massage lại cho bà chứ. Ừ, bà đưa chân nó massage, nó bẻ chân bà. Bẻ chân bà bẻ chân nó lại chứ. Được có sao không? Bà không? Ba là thầy thuốc đông y, bà bẻ lội giòn người ta, làm sao người ta chịu nổi ba? Trời ơi, con dâu ơi, đừng hỏi câu nào nữa nha con. Cho ly cà phê đá chị ơi. Yumi. 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 Kim Moon hỏi tôi tên gì. What's your name? What's your name? Good again. What's your name? Ví dụ tôi là Peter. My name is Peter. What's your name? My name is Nga. Very good. And what's your name? Tôi à? Yeah. My name is Five. Five? Oh, it's better to say my name is Nam. My name is Nam. Very good. Thiệt là bực mình cái bà. Hỏi cái gì không? Hỏi tao ăn chuyện trời với đất không? Hỏi gì dễ dễ đi. Bây giờ thí dụ gì tao trả lời cho coi. Đó, thí dụ gì? 11 AM. Đó. Thật dễ không? Hỏi cái gì đâu. Làm quê với tụi nhỏ sức. Bà xã mình thì đang học tiếng Anh. Mấy mốt mà đi ra nước ngoài sao đi trời. Hello, my name is Benam. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Welcome to Los Angeles. And who is he? This is Herman. We are traveling. Oh, I see. So how is the weather like in LA? Ta hỏi ông kìa, lịch sự trả lời người ta đi. Thank you. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tự nhiên thank you là sao? Ông, ta hỏi ông thời tiết khí hậu thế nào tự nhiên thank you người ta. Ủa, có một câu dễ ợt mà muốn biết hả bà? Là mất mặt quá đi. This is how family? Oh, how's my family? I have a very big family. Everybody really friendly. Everybody doing really well. Yeah. Không sao. Nói gì nói chứ mình bỏ tiếng Anh đã lâu nhưng vẫn còn căn bản mà. Tốt nghiệp đại học rồi sợ ai nữa. Chỉ cần ôn lại thôi là mình sẽ nói được. Dứt khoát là vậy. TV là television, cái cửa là door. Hơ, dễ quá. Từ từ mình nhớ hết là tiếng Anh, mình biết tiếng Anh mà. Khô bò. Khô bò là gì? Tách trà. Tấm thảm. Đầu hói. Là gì? Nằm ngủ. Chết rồi. Cối gái, quên cây gối là chết tôi rồi, tôi không biết tiếng Anh thiệt rồi trời.
không biết được cái, nói được cái gì, nhận định được tất cả vật dụng này là chết rồi. Không biết tiếng Anh thiệt rồi. Nghĩa, hả anh xuống ăn cơm. Xuống ăn cơm chết rồi, không biết tiếng Anh thiệt. Ây da, xuống ăn cơm. Ngủ hoài. Xuống ăn đi. Xuống ăn cơm là thôi không biết đi. Dạ con bới gì vậy? Ồ, cơm ba. À, cảm ơn con. Ba. Ừ? Hôm nay bà đi học Anh văn không vậy? Ăn cơm xong một chút tôi đi á. Nhưng mà trời chuyển mưa rồi kìa. Thôi để tôi chở bà đi nghe. Ôi trời đất ơi. Wow, hôm nay ba làm gì ga lăng quá vậy? Nghi ngờ nha. Ba lúc nào cũng ga lăng. Ăn cơm đi. Ăn đi anh. Ba cứ vậy hoài chắc gia đình mình hạnh phúc lắm đây. Nào các bạn, muốn nói rất hân hạnh được gặp bạn, phải nói thế nào? Rất hân hạnh được gặp bạn. Happy to see you. Cánh. Happy to see you. Ooh, very good, huh? We're a clap. Now, good class. Now, repeat after me. Nice to meet you. Nice to meet you. Good. Again, nice to meet you. Nice to meet you. Nhiều muốn nói hẹn gặp lại ngày mai. Tí nói thế nào? See you tomorrow. Oh, very good. Awesome. Nice work. Okay, guys. Now, how many people are there in your family? Nó nói cái gì mà dài quá vậy trời? Bộ tưởng đang nói với người Mỹ hả? Yeah. Yes. There are four people in my family. Ooh, give her a clap, guys. Very good. Miss Nam. Trời ơi, nhìn mặt bà là biết không biết trả lời rồi. There are eight people in my family. My husband, two son, daughter-in-law, three grandchildren, and me. Okay, very good.